Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là cái món sườn non xào chua ngọt chay và cái cách nấu sao cho cái món sườn non mình có vị chua ngọt và rất là thanh và thơm ngon hơn. Thì sau đây mình mời các bạn cùng thực hiện cái món sườn non xào chua ngọt rất là đơn giản này. Để làm cái món sườn xào chua ngọt thì mình đã chuẩn bị đây là 8 cái miếng sườn và nửa quả khóm, 2 quả cà chua, 1 ít hành bơ rô, nửa quả ớt sừng và các gia vị thông dụng trong nhà bếp hàng ngày. Và cái nguyên liệu cụ thể một lúc nữa mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả, các bạn có thể xem thêm. Khóm thì mình dùng 170g, hay còn gọi là quả dứa đó các bạn. Cà chua thì mình dùng 250g. Khóm và cà chua thì mình sẽ vắt thật là sạch nước để mình lấy cái nước này mình làm cái nước sốt xào. Ớt thì mình dùng nửa quả ớt sừng. Và một ít hành bơ rô. Sườn thì mình dùng 100g và mình đã ngâm cho nó mềm thì mình vắt nước ra và chỉ cần vắt sơ cho nó ráo thôi, đừng có vắt kỹ quá các bạn nhé. Sườn vắt xong thì một miếng sườn thì mình sẽ cắt làm tư. Mình cho nửa chén dầu ăn vào trong chảo để mình chiên sườn đó. Sườn mình chiên cho nó vàng giòn rồi nè. Đó, khi mình nhìn nó có cái màu ngả màu vàng và mình bóp thử thấy nó giòn rồi thì mình vớt ra nhé. Sườn mình đã chiên xong rồi nè các bạn ơi. Đây mình bóp thử cho các bạn xem nè. Nó giòn nhưng mà nó xốp. Thì cái lúc đầu á, mình vắt nước đừng có vắt kỹ quá. Nếu mình vắt kỹ quá lát nữa mình chiên lên nó giòn, nó cứng, nó không có xốp như vậy. Vì cái chất đậu nành nó ra hết đó, nó lại không thơm nữa. Các bạn vắt vừa ráo thôi. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cách làm nước sốt xào. Mình dùng 1,5 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh đậu hành bơ rô băm. Các bạn không ăn chay thường thì có thể dùng tỏi thay thế. Và 1 ít ớt bằm. Thích ăn cay thì mình dùng ớt hiểm. Ở đây mình dùng ớt sừng. Hành ớt đã được phi thơm rồi, thì bây giờ mình cho cái nước khóm và cà chua vào. Hai muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm và 2 muỗng cà phê tương ớt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt và 1 tí muối, khoảng 2 hạt muối hạt, khoảng 1/10 muỗng cà phê đó các bạn. Cái nước sốt xào mình đã nấu cho nó sánh lại nè. Lúc này các bạn sẽ cảm nhận được cái độ dẻo sánh của nước sốt xào nè.
và cái mùi rất là thơm của khóm và cà chua luôn đó. Như vậy là được đạt rồi đó. Bây giờ mình sẽ tăng lửa lên, tăng lửa hơi lớn lớn trên trung bình đó. Rồi mình cho sườn vào luôn nè. Cho sườn vào rồi mình nhanh tay mình đảo đều lên ha. Mình đảo vài quận cho nó được trộn đều cho nó xào. Thì các bạn hạ lửa dưới trung bình giùm mình. Đó, dưới trung bình nhưng mà cũng đừng nhỏ quá nha. Rồi mình tiếp tục mình trộn đều lên. Sườn nó được trộn đều rồi thì mình tắt bếp. Đó, như vậy là xong rồi nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, rất là ngon luôn ha. Đó, khi mình cho ra đĩa nè, mình cứ nghĩ nó lập cọp, nó giòn ghê luôn á. À, mình quên mở đèn nữa. Để mình mở đèn cho các bạn xem rõ hơn nè. Đó, sườn nè, xào xong rồi nè các bạn. Mời các bạn ăn cùng nhé. Bên ngoài nó có độ giòn nhẹ. Đó, nó giòn nhẹ bên trong. Để mình ăn thử xem nó có ngấm đều gia vị không nha. Đầu tiên mình ăn vào mình cảm nhận được nó giòn nhẹ, giòn nhưng mà không cứng, nó có độ giòn xốp. Các bạn dùng khóm và cà chua để tạo vị chua đó, thì nó có vị chua ngọt rất là thanh và đậm đà lắm. Mình nêm như vậy vừa ăn không có bị mặn đâu. Các bạn làm thử đi nhé, ngon lắm đó. Mình làm thì mình lúc nào mình cũng khen ngon, nhưng mà để cảm nhận thì các bạn hãy làm thử và cũng như là chia sẻ cảm nhận và cũng như góp ý giúp mình về cái món sườn này nha. Và để xem thêm nhiều món ăn ngon hơn và hấp dẫn hơn thì mời các bạn nhấn nút đăng ký bên dưới video này, cũng như là nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và mình xin chào và hẹn gặp lại ạ.